Hoa hậu Kiều Ngân kết hôn cùng cựu thành viên nhóm 365. Trao đổi với Thanh Niên, Hoa hậu Kiều Ngân xác nhận thông tin cô sắp lên xe hoa cùng ca sĩ Johnny vào ngày 25. 1.2024, Hoa hậu Kiều Ngân tổ chức đám cưới cùng bạn trai Johnny sau 7 năm bên nhau. Vốn là người kín tiếng, Kiều Ngân ít khi chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Chính vì thế, thông tin người đẹp sắp lên xe hoa khiến bạn bè và người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Trò chuyện với chúng tôi, người đẹp cho biết năm 2024 đánh dấu hành trình 7 năm cả hai gắn bó bên nhau nên quyết định về chung một nhà. Cô tiết lộ sẽ tổ chức lễ cưới đơn giản, ấm cúng với sự góp mặt của bạn bè thân thiết và gia đình. Hồi tháng 9 năm 2023, Kiều Ngân từng thừa nhận bản thân đã tìm được một nửa phù hợp khiến cô tin tưởng và có cảm giác bình yên. Chính vì thế, người đẹp 34 tuổi đã sẵn sàng cho việc kết hôn. Tôi thấy mình có đủ kiên nhẫn, sức khỏe để sẵn sàng lập gia đình trong thời gian tới, nàng hậu tâm sự. Dẫu vậy, người đẹp vẫn mong muốn người yêu sẽ thông cảm cho công việc của mình và cùng cô vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Từng công khai chuyện tình cảm nhưng về sau cặp đôi khá kín tiếng trước truyền thông được biết, Kiều Ngân và ca sĩ Johnny gắn bó từ năm 2017. Người đẹp 8X kể thời điểm đó, Johnny còn là thành viên của nhóm 365 và tham gia một show diễn mà cô là người mẫu. Nam ca sĩ có thiện cảm khi thấy người đẹp trên sàn diễn. Kiều Ngân cho biết ấn tượng đầu tiên của cô về bạn trai là một người vui tính, trẻ con, ăn chơi vì anh ấy là một ca sĩ tuổi tin. Khoảng thời gian sau đó, khi anh hoạt động riêng thì không còn gặp nhau nữa. Mãi cho đến khi cả hai vô tình gặp nhau thông qua một vài người bạn, anh ấy xin Facebook và kết bạn. Lúc đó tôi mới biết anh ấy là ai chứ ban đầu tôi nghĩ anh này chắc sinh năm chín mấy. Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ 2015 cho hay. Người đẹp nói thêm, khi tìm hiểu nhau, cô nhận ra cả hai có nhiều điểm tương đồng trong tính cách. Anh ấy giống tôi ở chỗ khá chân thật, có gì nói đó. Trong công việc cả hai rất cố gắng, không bỏ cuộc giữa chừng, luôn hướng đến đỉnh cao chứ không chờ đợi một scandal. Điều đó giúp cả hai gắn bó với nhau trong thời gian khá lâu. Cô nói, Kiều Ngân sinh năm 1989 và sở hữu chiều cao 1m74. Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ 2015 và đoạt giải Én vàng 2017. Ngoài công việc MC, người đẹp còn có tài kinh doanh. Trong khi đó, Johnny tên thật là Ngô Trọng Thành, từng được biết đến là thành viên của nhóm 365. Sau khi rời nhóm và hoạt động solo, nam ca sĩ gây chú ý với một số ca khúc như Chạm Tay Vào Không, Like It Up, Thanh Niên Nghiêm Túc. Ngoài anh ra không còn ai khác đâu.